Xin kính chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của Long Xe Sang anh em nhé. Trước mặt anh em là một chiếc Lexus RX350 màu đen nội thất nâu, sản xuất 2019 phiên bản 7 chỗ anh em nhé. Một trong những chiếc xe siêu lướt tại thế giới xe Đức. Đấy, chiếc này lăn bánh 20.000 km. Đấy là form mới nhất của Lexus RX350. Đấy, chất lượng xe tuyệt mới luôn anh em nhé. Đấy, còn bảo hành bảo dưỡng chính hãng luôn. Quá đẹp luôn. Rất là luxury. Lexus thì luôn luôn nổi tiếng là một trong những cái mẫu xe cực kỳ bền bỉ rồi, khả năng vận hành bền bỉ, cách âm tốt và rất là giữ giá luôn. Hiện nay mình đang chào bán với mức giá là 4.150.000.000 cho chiếc Lexus RX350 phiên bản 7 chỗ anh em nhé, bản long. Chất lượng xe thì tuyệt đẹp luôn, rất là đẹp anh em ạ, màu nâu, đen nâu anh em nhé, nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Đấy, đầu tiên chúng ta hãy nhìn ngắm phần cúp đèn LED của chiếc RX350 gồm 3 bóng, thiết kế rất là sắc sảo và hiện đại. Phần mặt ca lăng của chiếc Lexus RX350 nhìn rất là đẹp, bao gồm những cái thiết kế đấy, nó như kiểu hệ dạng tổ ong vậy, rất là hài hòa và đẹp anh em nhé. Cụm đèn sương mù cũng là cụm đèn LED luôn. Chúng ta hãy nhìn ngắm phần nội thất của xe nhé. Đi vào nội thất của xe, chúng ta có vô lăng ốp gỗ này. Đấy, chỉnh điện có sấy ghế, có sấy vô lăng này. Đấy, rồi hai ghế đều được là thiết kế và trang bị da cao cấp, rất xịn sò luôn. Đấy, cụm tần số nhìn rất hài hòa. Đấy, phím điều chỉnh mới anh em nhé. Màn hình to, rộng, rõ ràng, có cửa sổ trời. Đấy, rất là đẹp. Đấy, chiếc xe này sử dụng động cơ 3.5 V6. Đấy, đi rất là thoát xe luôn anh em nhé. Động cơ hút khí tự nhiên 3.5 V6. Đấy, rất là hot của Lexus. Đấy, cốp thì được trang bị cốp điện tự động, có camera 360 luôn anh em nhé. Đại gia đình có thể là sử dụng chiếc xe này di chuyển quãng đường xa một cách thoải mái luôn. Hàng ghế sau chúng ta có cả cửa gió điều hòa phía sau. Chúng ta hãy vào sát hơn phần ghế lái để chúng ta xem nhé. Đấy, chúng ta có phần vô lăng bọc ốp gỗ rất là xịn. Đấy, số km là 20.306 km. Ở đây chúng ta có hắt kính UD nhé, có sấy vô lăng, có view, cốp điện. Các chế độ lái, âm thanh thì tuyệt vời luôn. Đây là các cái chế độ vận hành của trên xe: Eco, Normal, bản Sport, Sport cộng, chế độ gài cầu. Đấy, rất đẹp luôn. Giá là 4.150.000.000 cho anh em nào sở hữu chiếc Lexus RX350 này nhá. Anh em quan tâm hãy liên hệ ngay với Long qua số điện thoại là 0911 732 888. Mình sẽ chia sẻ, tư vấn cho anh em về giá cả các thứ một cách cụ thể nhé. Đấy, hiện tại thì thế giới xe Đức cũng có hỗ trợ trả góp cho chiếc xe này với giá khoảng 70% giá trị xe. Đấy, hỗ trợ 70% giá trị xe. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip. Đấy, chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Đấy, cảm ơn cả nhà nhé.